Trong một công trình nghiên cứu chung, các chuyên gia thuộc Đại học Hồng Kông và Bệnh viện chi nhánh số 1 của Đại học Chiết Giang đã tiến hành xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm lấy từ 12 bệnh nhân cúm gia cầm H7N9 nhập viện trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 23 tháng 4, trong đó một nửa số bệnh nhân đã tử vong. Kết quả xét nghiệm cho thấy các mẫu phân được lấy từ 4 trong số 6 bệnh nhân tử vong đã cho kết quả dương tính với virus H7N9, tương đương tỷ lệ 67%. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với tỷ lệ 5% và 33% ở những bệnh nhân nhiễm cúm thông thường ở người hoặc cúm gia cầm H5N1. Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy trong máu, nước tiểu, phổi, tim, gan, thận và tủy xương của các bệnh nhân này không chứa virus H7N9. Các chuyên gia về vi trùng học thuộc Đại học Hồng Kông cho biết, về mặt lý thuyết, virus H7N9 có thể lây nhiễm giống như cách thức lây nhiễm của virus viêm đường hô hấp cấp SARS vào năm 2003 là thông qua đường hệ thống cống dẫn nước thải. Việc virus H7N9 có thể lây nhiễm qua đường bài tiết là lý do tại sao đến nay mới chỉ phát hiện một trường hợp lây nhiễm dịch cúm này từ người sang người, bởi nếu lây qua đường hô hấp trực tiếp thì bệnh nhân sẽ lan nhanh hơn.